Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Xin chào mọi người, mình tên là Simi và mình là lớp trưởng. Dù là một lớp trưởng gương mẫu, nhưng mình có một bí mật khó nói. Một bí mật không thể tiết lộ. Mèo Simi ư? Không, mà là Simi công chúa kẹo ngọt. Ta-da! Vì là công chúa kẹo ngọt nên mình có thể biến tất cả mọi thứ bình thường thành kẹo lúa nha. Và mình có thể biến thế giới Minecraft bình thường thành kẹo ngọt luôn. Hãy xem đây, trong thế giới này bạn có thể ăn tất cả mọi thứ vì chúng đều làm bằng kẹo mà, đúng không? Theo bạn, Simi có thể biến tất cả mọi thứ thành kẹo không? Đừng quên xem hết video này nha, nhớ nha. Anya, ok, hello, chào mọi người, mình là Simi đây và chào các sĩ đô của mình và chào quay trở lại video Minecraft. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên cho mình nút đăng ký, nút like và bình luận phía dưới nha. Và các bạn có 5 giây làm việc này. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. À đúng rồi. Ok các bạn, hôm nay mình muốn khoe với các bạn một gọi là chi ta một phát minh mới của Sim nha mọi người. Đây, tan 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 tan, giới thiệu với tất cả mọi người. Đây, đây chính là bánh quy phép thuật của mình. Mình mới gọi là chi ta chế tạo nó ra. Các bạn thấy không, cái bánh này có hình một chú gấu tuyết có cái mầm cây màu hồng, đó chính là tôi nè. Và khi mình ăn cái bánh quy phép thuật này vào, mình sẽ biến thành công chúa mọi người. Wow, đúng hay luôn mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem thử nha. Ăn nhom 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 nhom. Ok, chúng ta lại hiện lên một cái laptop gọi là hình gấu tuyết của mình nha mọi người. Để coi, thì đây là giao diện gọi là cơ bản của mình. Ok, để bấm tiếp theo thử coi. Một chú gấu tuyết kẹo ngọt sao? Có vẻ thú vị đấy. Ok, chọn. Ủa gì á? Ủa gì á? Hình như mà đã biến thành công chúa kẹo ngọt rồi mọi người. Trời đất ơi, tóc mình biến thành màu hồng nè, mắt mình có hình trái tim nữa. Wow, dễ thương quá à. Trời đất ơi, không ngờ có một ngày mình biến thành công chúa kẹo ngọt luôn mọi người. Mà khoan, mình có một cái gậy phép thuật nè. Theo mình biết, nếu mình là công chúa kẹo ngọt thì mình có thể biến tất cả mọi thứ thành kẹo đúng không? Để tôi coi coi. Hình như nhà mình có một cái cây nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái gậy phép thuật này coi mình có thể biến cái cây thành kẹo ngọt không nha. Úm mà là cây ơi cây, biến thành kẹo ngọt cho ta. Piu piu piu. Wow, trời đất ơi, các bạn nhìn nè, cái cây gọi là cũng mà đã biến thành một cái cây sô cô la rồi nè. Wow, trời đất ơi, hay nhở. Để mình liếm thử coi. Ngầm ngầm ngầm. Tính ra cái lá cây nó có mùi sô cô la luôn mọi người, hay quá. Yeah. Nếu đã có sức mạnh kẹo ngọt như này, mình phải đi khoe mọi người bây giờ. Ok. Sao lại ta, nãy chờ tôi đi nãy chờ không thấy ai trong làng luôn á. Alo, có ai không vậy? Hình như có cây ron với Sammy kìa. Đừng lại cho test cái que lên đầu nhẹ cái coi. Test nhẹ thôi. Trời ơi, mới mua cái que test que là thật hay giả không biết trơn rồi cây. Đứng lại quay chạy hoài vậy. Thôi test que gì bể đầu giờ á. Trời đất ơi. Thôi sao mua cây gì mà bự dữ vậy. Trời, cái này test lên đầu là nát cái đầu luôn á trời. Ôi, trời ơi. Nè, Sam ơi, Cam ơi. Nè, hai người ơi. Trời đất ơi, hôm nay em có phép thuật mới đi mọi người. Đúng xịn luôn á. Ủa? Ủa bạn ơi, bạn là ai vậy? Tao bằng vô đây làng tôi vậy? Ui, ai vậy cái? Ui, nhìn lão là hơ vậy? Ủa? Tôi không biết bạn là ai, nhưng mà nãy như bạn mới kêu là Camu với Sammy đúng không? Sam ơi, Camu ơi. Tôi giới thiệu với bạn nha, tôi tên là Kaigon nha. Bạn lộn tên đâu vậy? Ủa, chết, mình lộn tên. Mà khoan, bạn không biết tên mình thì bạn đừng xúc phạm nha. Mình quên mất, hiện tại mình đã biến thành công chúa kẹo ngọt nè. Sao mà ai nhận ra mình được? Ok. Sam ơi. Gì vậy trời? Bạn muốn test cây que đúng không? Test đầu bạn này đi. Ủa? Vô duyên nhạc đi trời. Mình mới. Ok. Tôi xin giới thiệu với bạn, tôi chính là công chúa kẹo ngọt. Tan 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 tan. Cái gì? Công chúa kẹo ngọt?
Trời đất ơi, cái này là xem phim hoạt hình nhiều rồi ảo phim đúng không? Nghĩ sao vậy? Ngoài đời làm sao có công chúa kẹo ngọt? Trời đất ơi, mọi người... Bây giờ bạn nói bạn là gì ta, tè thiên, đại thánh, đại náo thiên công mà làm khỉ tôi còn tin chứ nghĩ sao làm công chúa bóng bóng tôi tin được. Bạn lấy cây kẹo đâu, bạn gắn vô đầu bạn hay bây giờ cho mình ăn được. Trời đất ơi, chưa kịp giới thiệu hết nickname mà mọi người bảo tôi pha kẹo, mọi người tức ghê. Tôi chưa nói hết mà tôi là công chúa kẹo ngọt và tôi có một cái phép thuật đó chính là biến tức cả mọi thứ thành kẹo và bánh luôn. Wow, oh my god, ghê quá vậy. Trời ơi, ai mà tin được, nói vậy tôi cũng làm cho tôi là công chúa xi măng, tôi biến cái làng thành xi măng, tin không? Trời đất ơi, đây, tôi nói tôi sẽ làm cho mấy người nghe luôn, trời mấy người lại không tin, tôi tức dễ sợ luôn. Đây, bây giờ tôi sẽ biến khúc gỗ siêu bự này thành một gọi là chi ta cái khối sô-cô-la siêu bự luôn, tin không? Ôi, thôi, ông tin đứng. Bạn làm thử đi. Rồi. Đây mình quanh con mắt ra mà xem coi người làm gì. Nè cô mà làm xào xào tôi dùng cái cây tôi đuổi cô ra khỏi. Dạ. Trời ơi, giang hồ dễ sợ luôn á. Vậy trời nhưng đất mà ơi. Nói dạo là mình lấy cái này á mình cho bạn thành kẹo thiệt luôn nha, kẹo than luôn rồi đúng không? Kẹo bún đêm á. Rồi bây giờ mọi người chấm con mắt tới đây mà coi nè. Bây giờ tôi sẽ sử dụng phép thuật thần kỳ của tôi biến này thành sô cô la nè. Úm bê la biến thành sô cô la. Simi Baby Box với nhiều món đồ siêu độc từ mèo Simi, giảm ngay 30% và tặng kèm móc khóa chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Truy cập ngay shophero.vn, hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết. Phát ra. Trời ơi, chú Trang mày đâu cái gì đây? Một hộp sô cô la siêu to khổng lồ của ai đây? Trời ơi, ăn thử luôn là sao mới? Ăn thử đây, trời ơi. Nhiều lúc cái này là mô hình thôi, trời ơi sao ai biến ra được để nếm thử coi. Mô hình thôi. Ui, ngọt lắm ngay. Trời ơi, ngọt dữ vậy. Đâu, để mình thử đó, thử á. Ngon quá. Trời ơi, ngọt dữ vậy. Thôi, đem về nhà bớt, đem nhà bớt, đem nhà bớt. Trời đất. Trời ơi, sao bạn biết. Ủa, thì mình hóa ra là mình biết luôn. Ăn gì ăn nói dối đúng không? Mình bắt bằng gì đồ nha. Biết mà biết không hết. Thôi lấy bớt về nhà làm bánh trời đất ơi. Thiệt phạt nó tôi chưa kịp biến hết. Và mấy bạn ăn hết cho rồi. Mà rồi khoan. Còn nguyên khúc gỗ giữa mà. Còn khúc gỗ mình ngồi đi bạn. Mình ngồi giữa mình nói chuyện đúng không? Đúng rồi. Mình để khúc gỗ chứ bạn nói chuyện á. Rồi mấy bạn tin mình là công chúa kẹo ngọt chưa? Ui tin rồi. Em mà từ từ. Không. Rồi nhưng mà bây giờ bạn chỉ có sức mạnh biến này thôi, sao bằng gà chứ vậy? Cái này ra mà tôi rất ơi. Tính ra mình chỉ biến cái này một chút xíu thôi, mình còn có khả năng dẫn các bạn tới thế giới kẹo ngọt trong Minecraft nữa cơ. Cái gì? Thế giới kẹo ngọt, tưởng tượng cái thế giới này trong phim hoạt hình đúng không ạ? Các có xem phim hoạt hình không? Thế giới kẹo ngọt, kẹo sô cô la, kẹo dâu đồ ấy. Anh dẫn mình được tới thế giới ác quỷ không? Không bạn, mình là mình nếu mà lá quỷ thì mình mới giận được, chứ mình là công chúa kẹo ngọt thì mình chỉ giận bạn từ thế giới kẹo ngọt thôi. Mấy bạn có muốn đi không? Ủa thế giới kẹo ngọt á, thế giới đó toàn kẹo ngọt, tất cả mọi thứ đều ăn được luôn hả? Đúng vậy, cây cối nước và đất đều làm bằng kẹo và bánh quy, nó rất là ngon luôn. Ôi tết quá à. trời cho đi cho tôi đi nha. Trời rồi bây giờ mấy bạn đứng gần mình, bây giờ mình sẽ làm một cái phép thuật để dẫn các bạn tới cái thế giới đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dẫn Sammy cùng với Kyron tới thế giới kẹo ngọt nha mọi người. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Cái gì? Ôi dồi ôi. Yeah. Ready and gentlemen, giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là thế giới kẹo ngọt trong Minecraft. Wow. Đấy. Cái này là gì vậy? Cái này mà không gì vậy? Em đừng nói tôi cái này là kẹo bông gòn nha. Đúng rồi, đây là cái cây á. Ai là bông gòn một. Trời cái gì? Trời cái gì vậy? Ngọt. Trời đất ơi. Ủa cái này là cục đất mà sao nó ngọt quá bạn ơi. Mặn. Đây là gọi là gì ta? Đất bánh đất mà. Khoan mọi người đây, tôi đã gọi chuẩn bị sẵn cho mọi người những dụng cụ để chúng ta sinh tồn trong thế giới kẹo ngọt của Minecraft rồi. Đây là kẹo mà. Trời ơi. Trời cái này không phải là kẹo ngọt, cái là dụng cụ để kẹo ngọt đây, để tôi làm cho mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Đó, chặt cái cây một cái là cái cây nó rớt luôn. Bum, thấy chưa? Ghê. Kẹo ngọt, ngon quá à. Và lúc mình chế tạo ra. Cái này là cục sô cô la nè bạn ơi. Đúng rồi, đây là sô cô la nè. Đúng rồi á. Đó, cái này
ở trong thế giới kẹo ngọt chúng ta có ba thế giới kẹo bông, thế giới sô cô la và thế giới gọi là kẹo chip chip hay là kẹo kẹo dẻo á. Đó. Bạn ơi, bạn ơi, cho mình hỏi cái được không? Có kẹo ác quỷ không? Trời ơi, sao bạn lúc nào cũng đòi kẹo ác quỷ vậy? Ok. Bây giờ các bạn muốn sinh tồn thế giới nào trước vậy? Chúng ta sẽ sinh tồn thế giới kẹo sô cô la trước ha. Ok. Ok. Đây. Trời ơi. Cái gì đó là sô cô la. Trời ơi, vô đây ăn cái xong là mập thù lù như con heo luôn á, cay. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái cây mà bạn đưa cho mình để đập á, nó sao mình mới đập được có mấy cái rồi đó thôi vậy. Trời ơi, do bạn đập nhiều quá đó. Và đây chính là mọi người, đây chính là gọi là nước sô cô la nè. Đây 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 đây. Nguyên chất luôn. Bơi luôn Tam ơi, Tam ơi, bơi luôn xuống đây, bơi luôn Tam ơi. Trời đất ơi, cái gì mà thấy trước sô cô la gì mà bơi ọc ọc dứt kê rồi mấy bạn. Mấy bạn ơi, đi lên nè. Trời đất ơi. Bây giờ chúng ta phải khám phá nhiều nơi chứ, tiện ngồi ăn sô cô la rồi sao vậy được. Khoan, bây giờ mình có thể đào dưới này có gì không ta? Mình đào thử coi mọi người. Ủa, có chế tạo được hả? Trong cái giới này chế tạo được gì có vậy? Có nha, mình có thể chế tạo được bàn chế tạo của thế giới kẹo ngọt nữa nha. Ui, ở đây ui có đá nè. Ui là trời. Trời ơi, đá sô cô la hả? Được không? Đá ui sao hình như mấy cái đồ kẹo ngọt nó khá là yếu mọi người, mình đánh mấy cái mà nó gãy mất tiêu luôn. Cái cục đá này là đường mọi người ơi, nó kìa xuống dạng là đường nè. Nói chung là trong này cái gì cũng ăn được hết trơn mọi người yên tâm đấy. Ok, thì nói chung đây là thế giới sô cô la, mọi người cũng không có gì nhìn nhiều. Đẹp quá trời luôn á. À mọi người đây chúng ta sẽ qua thế giới là kẹo bông gòn nha mọi người. Đây thế giới kẹo bông gòn. Đây giới kẹo mọi người, ở bên thế giới kẹo bông gòn chúng ta có cừu bông gòn đấy. Trời, cái gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, đất ơi, dạ man dễ. Ủa, sợ sao? Luôn. Nó đứng nó xoay vòng vòng luôn rồi. Ủa đó, tính ra là bạn gọi là cho nó lên trên đàn rồi bạn. Ồ, và đây chúng ta có kẹo bông gòn. Và chúng ta có gọi là cỏ bông gòn đó mọi người, trong này cái gì cũng bông gòn hết trơn mọi người đó. Trong thế giới này không cần làm luôn mọi người, chứ cô ăn thì cô làm gì đâu đúng không? Không biết hồi nhỏ các bạn nào có ước mơ dũng sim á là gì ta? Đi vào thế giới bông gòn hay thế giới gọi là kẹo ngọt mọi người, bởi vì cái gì cũng ăn được hết trơn á mọi người. Trời ơi, bông gòn rồi, thèm bông gòn ngoài đời luôn nè. Buồn đúng ghê. Rồi rồi và nghe nó thèm ngang luôn á. Rồi và tiếp theo còn nữa đây, giới thiệu với bạn đó chính là thế giới kẹo ngoài lá gì ta, kẹo dẻo. Cái này hơi bị đường. Ủa nhảy được luôn. Ủa nó dẻo nè cay. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, ở đây chúng ta có mấy con gấu gọi là gummy bear nè, thấy không? Đó, mấy con gấu gọi là gấu kẹo dẻo nè, đó. Không biết các bạn nào có thích ăn. Kẹo dẻo thiệt luôn á trời. Ủa khoan. Đây nè mọi người, đây là gấu gọi là kẹo dẻo nè mọi người. Đó. Nó là kẹo mà ăn ở đây. Vô. À mấy bạn, đừng. Trời đất. Ôi. Ui, đây, nè, kẹo dẻo. Ui. Mấy bạn giả vào vậy, mấy bạn đừng ăn mấy con vật ở trong này được không? Mà. Có gì đâu, nó là kẹo mà. Thì nó cũng là kẹo nhưng mà giả vào quá à. Và đây, ở trong thế giới kẹo ngọt thì các bạn có thể gặp được gấu gọi là gấu kẹo dẻo và gọi là những cái bức tượng này nè. Đó, ok. À, đúng rồi. Mấy bạn ơi, bây giờ tụi mình đang trong thế giới kẹo dẻo hay bây giờ tụi mình làm một thử thách đi mọi người. À, trong thế giới kẹo ngọt á, tụi mình làm một thử thách đi được không? Bây giờ tụi mình sẽ xây 3 căn nhà của 3 chủ đề gọi là kẹo và bánh, đúng không? Ôi trời ơi, bây giờ tụi mình sẽ thử thách xây nhà ở thế giới kẹo ngọt cho mọi người. Người thì xây nhà kẹo gọi là kẹo bằng kẹo dẻo, người thì xây nhà bằng sô cô la, người thì xây nhà bằng bông gòn, được không? Ok. Rồi bây giờ tụi mình sẽ gọi là gì ta, xây một chỗ nào đó bằng phẳng mọi người. Mình nghĩ chắc cái chỗ kẹo dẻo nó có vẻ hợp lý á mọi người. Nên tụi mình sẽ xây nhà ở đây nha mọi người. Còn bây giờ let's go. A few minutes later. Ok các bạn, bây giờ mình, Sammy và Kayla sẽ thử thách xây gọi là nhà ở thế giới kẹo ngọt nha mọi người. Ok, được rồi, tôi sẽ chọn gọi là kẹo bông gòn. Ok, rồi còn Sammy sẽ nhìn chọn là nhìn là biết luôn á, nhìn là biết luôn, bạn chọn kẹo bông gòn luôn á, mà hùng chẹt luôn à. Tôi chọn sô cô la, tôi thích sô cô la. Rồi bạn. Rồi ok, vậy thì tôi sẽ xây kẹo dẻo ác quỷ, kẹo dẻo. Rồi bây giờ tôi sẽ xây nhà ở giữa nha, rồi mấy bạn xây hai bên đi. Rồi bây giờ tôi xây. Bạn, người ta xây, người ta có ý thức, người ta xây bốn góc cho bạn xây giữa, bạn làm gì vậy? Nóng rồi, Ủa? Trời ơi, mấy cái này đâu vào? Ủa, vô đây, chị, chị
trời, đất ơi là trời. Nước dễ sợ. Ủa chù chù chù. Trời mặt trời. Ủa, mấy anh chị là ai vậy? Ủa, mấy anh chị đang gọi là thử thách solo xây nhà trong thế giới kẹo ngọt á. Xây nhà với chị Sam không? Xây nhà nhà kẹo ngọt nhưng mà không được đụng cho sô cô la bên kia của em. Mau nha. Em ăn dưới này em bám mì vô à. Ok, em cứ dần tiếp nhà để anh chị thực hiện thử thách nha. Ok. Hả ngang. Rồi đi xây nhà thôi. Em ăn nguyên ngôi nhà nha. Trời đất ơi là trời. Ủa tự dưng ở trong thế giới sô cô la tiếp. Có đứa nhóc nào dạ? Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ cùng xây nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra cái đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra cái khối bông gòn nha mọi người. Chúng ta có cây bông gòn luôn mọi người. Trời, đảm bảo trong thử thách này tôi sẽ thắng chắc luôn mọi người. Bởi vì bông gòn rất là dễ thương luôn mọi người. Đấy. Tôi nghe cái thanh kiểu dẻo nghe nó kiểu nghe nó sướng tai ghê luôn mọi người. Trời, cay nghiền rồi, cay nghiền rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xây ở đây nha mọi người. Đó. Mình có thể xây đây một cái vùng đất kẹo ngọt nữa mọi người. Hợp lý. Trời, trời nghe cái tiếng nó đúng đã tai luôn mọi người. Nó lục mọi người. Nghe cái tiếng đúng hay luôn. Ok, rồi, đấy. Trời ơi, tao nói nhìn nó đã cái mắt. Ai xây nhà đây ở, mình xây nhà xong mình ăn. Dễ sợ chưa? Sợ liền mọi người. Đó, trời nguyên cây kẹo ngọt của mình ở đây luôn nè mọi người. Đó, thấy chưa? Em mà nói xây nhà chứ hồi nhỏ ai cũng muốn xây một ngôi nhà bằng bánh kẹo xong mình ăn ngôi nhà đó luôn nhỉ. Trời ơi, tôi thích luôn á. Hồi còn hồi là nhỏ hay là hồi cũ mặt là nhỏ nữa, hồi mấy năm trước mình có coi một cái tập phim của Doraemon là gì, Doraemon đi vào thế giới bánh kẹo. Trời đất ơi, các bạn biết sao? Mình coi xong cái tập phim đấy mình muốn gọi là vào thế giới bánh kẹo cực kỳ luôn mọi người. Nhìn nó ngon quá trời luôn. Và thế là mình đã thực hiện được nó trong Minecraft mọi người. Nó cũng là thực hiện, nhưng mà nó cũng là gì ta, nó cũng là có còn hơn không đúng không? Đúng rồi. Bạn có thực hiện ở ngoài đời không? Để sau này á mình đi mua kẹo về á mình để trong phòng bạn cho bạn nằm ngủ là được. Trời đất ơi là trời. Kiến nó bu, kiến nó bu xong rồi cặp của gì? Nhầm. Bạn ơi, bạn ơi, nhóc này nó gọi thế giới được không? Được, mình có cái này tặng bạn này, bạn muốn xài không? Đợi xíu. Cái gì vậy? Đây cái có này. Mạnh mạnh không? Đây mạnh, mình. Mạnh. Đây đó, cái này mình cảm giác là có thể bạn ơi giúp bạn tiêu diệt được gọi là cái kẻ kia. Đúng rồi, đây không phải là con nít, đây là con quỷ, đúng không? Trời ơi, các bạn ác quá vậy, cái gì vậy? Trời đất ơi, nhóc khóc đúng ghê luôn mọi người. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ trang trí đây là một cái nhà trên cây bằng kẹo ngọt cho mọi người, rất là thú vị luôn. Đây ok. Trời ơi, nhà kẹo ngọt bằng ở trên cây còn gì sướng bằng đúng không mọi người. Trời đất ơi, đúng đã luôn á. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ gọi là đập bên trong gọi là cái nhà đó để mình có thể gọi là gì ta, sinh sống này mọi người. Đó, chúng ta được cái không được, nếu mà đập cái này nó sẽ bị lộ mất. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đập như này. Đó. Đây. Chết lộ hết. Ok. Đây. Không được. Đó. Tan 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 tan. Thấy chưa? Trời ơi, mới một chút xíu rồi mình đã xây gần xong ngôi nhà kẹo ngọt của mình rồi nè mọi người. Đó. Trời ơi, nhìn đúng đã mắt luôn mọi người. Đấy, và mình chỉ sao kẹo ngọt mình nó bị tan biến vậy? Ôi chết rồi, hình như mình nhớ không nhầm là mấy cái khối kẹo ngọt này cần phải có cái chỗ để trú mọi người. Trời ơi tiếc ghê. Quay nó chứ sao? Không là nó sẽ bị tan mất. Có ai làm cái kẹo ngọt xong đưa bịch kẹo ngọt cũng dám cái quay vô. Trời đất ơi, chết rồi. Cái quay. Giờ là mình không để mấy cái này được. À cũng đúng á mọi người. Bây giờ là kẹo bông gòn thì phải có cái gì đó để vững lại chứ. Chứ mấy cái bông này mà không có gì nó cũng sẽ tan mọi người. Tiếc quá. Tiếc dễ sợ luôn mọi người. Vậy thì mình nghĩ mình sẽ gọi là xây bằng cái khối gì màu hồng của nhau mọi người. Chứ bây giờ cái kẹo bông gòn mình nó không chịu không nổi nữa mọi người. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ gọi là cho mấy cái đây, mấy cái kẹo bông gòn làm sao nó sẽ làm nền của cái đó, nó sẽ làm nền cho cái lại là nhà của mình nha mọi người. Đây, đợi một xíu. Buồn quá mọi người, mình có thể xây nhà bằng kẹo ngọt với lấy len ra xây mọi người. Trời ơi, thôi không sao, nó cũng màu hồng mà mọi người. Đó, người mình giờ nó hồng lét luôn mọi người. Đó, ok. Rồi bây giờ mình xây cái ngôi nhà màu hồng kẹo ngọt của mình nha mọi người. Đấy. Ta 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 ta. Ok. Không biết mấy bạn cái xây xong chưa cha. Trời đất ơi, tính ra mình phải xây lại ngôi nhà của mình luôn mọi người, tiếc quá. Đây, bây giờ mình sẽ xây cái nhà của mình thành cái nhà. Xong rồi.
Ủa gì nhanh dữ vậy, trời đợi tôi với. Mày không được nhìn nha, mày không được nhìn tới thẳm của mình nha. Rồi mình không có nhìn, mình nhìn mình sẽ làm cũng. Mày em nhìn đâu mà đừng có lơ. Trời đất ơi, sao gì mà thẳng thắn vậy Sam. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xây cái này thành một lớp kem phủ lên. Trời ơi, tao nói nó ngon nhức nách luôn mọi người. Nó mập dễ sợ luôn mọi người. Nó mập nhức nách luôn. Đấy. Nhiều từ 49kg thành 100kg luôn. Đúng rồi, đó. Nói chung là đúng là thích kẹo ngọt thôi ấy. Nhưng mà các bạn không được ăn nhiều quá nha. Kẹo chỉ là ăn cho vui mồm thôi. Chứ không phải là gì ta. Ăn hoài các bạn sẽ bị gọi là sâu răng nè. Đó, nên các bạn không được ăn quá nhiều kẹo nha. Nhớ nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xây thêm một lớp kem ở đây nữa. Và chúng ta đã có một cái bánh ngọt màu hồng rất là cụ tè luôn. Ta da. Nhỏ nhỏ nhỏ. Cái gì vậy? Quay 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 quay. Cái gì vậy? Ủa sao nó bật lên vậy? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cho cô la. Trời ơi, hãy để tôi biến mất tên nhóc này. Tên nhóc hãy ra chỗ này ngay lập tức. Trời. Ủa. Nó không có biến mất kìa, trời thằng nhóc này vậy? Ủa? Biết rồi, nó đang bị đơ mọi người. Trời ơi, giờ sao đây? Trời ơi, nó ngủ. Nó biến mất rồi. Ôi, nó biến mất rồi kìa. Trời đất ơi. May quá mà dù có phép thuật của mình mà không biết cái tên nhóc kia có trở lại không ta, sợ quá trời. Sao đó các bạn thấy không, các bạn mà ăn nhiều sô cô la như cái bạn nhỏ kia các bạn sẽ méo phì lên á, nên cẩn thận nha. Nói như cái bạn kia đó. Trời ơi. Ăn mà ăn gì mà ăn dữ thằng, ăn mà mập hơn con heo luôn á trời. Rồi ăn này tôi biết rồi, cái rừng sô cô la bên kia là chùi hết rồi đó, vì cái body đó nhìn là biết rồi nè. Trời đất ăn ơi. Ăn đâu mà dữ thần á. Đó các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ trang chỉ mấy cái đồ ngọt ở trên này đó, nó sẽ rất là hồng kẹt luôn mọi người. Đó, ta 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 rồi thêm một chút mây nữa. À không, cái này nó lại không được. Đó. Ta da, chúng ta đã có một ngôi nhà kẹo ngọt cute và mình sẽ cho thêm một cái cục màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây nữa. Na na, đó, rất là cute, là một ngôi nhà kẹo ngọt và thêm một cái cửa màu hồng. Đó. Trời ơi, trong này có cửa màu hồng nhưng mọi người kiểu hồng kẹt bằng bánh kem á, nhưng mà tiếc không có, không sao. Đây. Ta 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 ta. Đó, trời ơi, ngôi nhà kẹo ngọt của mình nè mọi người. Các bạn thấy có dễ thương không nè. Rồi và tiếp theo mình sẽ trang trí phong cách kẹo ngọt luôn nha mọi người. Đây, chúng ta có bàn chế tạo màu hồng nha mọi người. Trời ơi, xịn sò quá trời luôn. Đấy. Đó, và các bạn lại chế tạo một thứ trong này luôn nha. Đúng không, được cái đồ màu hồng rồi nha. Và mình sẽ lấy những thứ màu hồng nữa là xong. Ok các bạn, hình như là mình nghĩ mình cũng xong rồi á. Mọi người thấy mọi người xong chưa ta? Tôi xong rồi. Ồ, xong rồi hả? Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm một chút xíu rồi chúng ta sẽ xong. Và chúng ta sẽ chấm điểm nha mọi người. Ok, get go. A few moments later. Ta-da! Ok mọi người, bây giờ tụi mình đã xây xong nhà. Bây giờ tôi sẽ cùng bắt đầu chấm điểm nha. Rồi bây giờ xây, bây giờ chấm điểm qua trước này. Ai trước? Nhà tôi. Rồi, ok, ok. Ôi, trời. Các bạn nhìn nè, một ngôi nhà full sô-cô-la. Sô-cô-la trắng và sô-cô-la nâu mọi người. Wow, nhìn ngon quá à. Ok, xin mời Sam giới thiệu ngôi nhà của mình và tác phẩm của mình nè. Ủa gì vậy? Ủa sao? Để qua cái thằng trẻ trâu kia nó tới không? Từ canh cho từ, để gì giới thiệu từ, để quay. Rồi, nó đi rồi, trời ơi, đi xây nhà mà phải canh trẻ trâu kia nó tới. Rồi, ok, ok, rồi mời Sam giới thiệu. Rồi, xin giới thiệu với bạn, đó, mấy bạn và các khán giả, cái gì tại đây đang góp mặt chung vui cùng gia đình chúng tôi. Thì đó, thì hôm nay là... Sao có người đi vô nhà Sam mà? Trời đất ơi, con rùi gì mà láo gì trời. Bình tĩnh. Rồi giờ giới thiệu lại. Đây là ngôi nhà sô-cô-la được làm bởi 1.000 lắc sô-cô-la và 200 lắc sô-cô-la trắng. Đó, ok, ngôi nhà hay quá. Rồi, mời giới thiệu bên trong. Bên trong, chất giường sô-cô-la làm bởi gọi là sô-cô-la, sô-cô-la chảy. Đó, sô-cô-la chảy ép lên thành cái giường đó, rất là nhiều. Wow, hay quá. Cái cột này được làm bởi bánh bụng và sô-cô-la. Đó, ok. Trời ơi, cái gì? Ngon á, ngon á. Trời ơi, dưới đây mà ăn đồ ăn đâu, dưới đây là cái bàn cutting table bằng sô-cô-la. Tôi làm từ block gạch luôn. Đúng hay luôn mọi người. Ok các bạn, thì các bạn thấy ngôi nhà sô-cô-la của Sammy bao nhiêu điểm? Các bạn bao nhiêu điểm các bạn cũng đừng quên chấm điểm nha. Rồi bây giờ tới Cairo rồi, mời cậu là giới thiệu tác phẩm. Trời ơi, Lady and Gentleman.
Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn về tác phẩm gọi là nhà kẹo dẻo của mình đó các bạn. Rồi, ôi không bạn không ơi, bạn bà cái đó đi, nhà kẹo dẻo bạn có không dám đậu lên kia kìa. Ông đại, ông đại, ông phá hết cái thế giới của tôi rồi hả? Trời ơi, con giá mà ghê dữ. Ủa, từ từ từ. Ủa, sao ông Giang ăn kẹo vậy? Thế giới này kẹo cũng... ăn kẹo á. Trời ơi, con Giang. Ui, ghê quá. Biết ra, biết ra. Trời ơi, thế giới này kìa gồm hết rồi, nó giá có con gì ăn đâu, tí nó ra, rồi. Nó mở. Bạn ơi, sao mình nhớ là chúng ta xây tắc phẩm ngôi nhà mà sao giờ xây ác quỷ là sao vậy? Nó không có. Ủa, đúng cái chứ. Nhà bạn, cái này. Ủa? Là nhà. Ê, mà tài năng á. Ê, tính ra bạn tài năng ha, tính ra ca tài năng phết. Người ta xây càng ngày càng đẹp, cai xây càng ngày càng xấu ha. Ủa? Tài năng dữ. Kỳ dạ, ok thì ok các bạn, ở đây là ngôi nhà ác quỷ của Kylon. Các bạn thấy bao nhiêu điểm các bạn, còn đừng quên chấm điểm với giới nha. Tôi không chấm điểm được, chắc điểm này điểm vô cực luôn. Cái nhà này á là mấy bạn phải chấm cho mình gọi là 10 điểm. Rồi rồi. Tại vì quá xuất sắc. Ủa? Sao có con chim cú ở đây vậy? Trời đất ơi. Đi ra con, đi ra con, đi ra con. Ok ok. Rồi, giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là ngôi nhà gọi là kẹo ngọt của tôi. Ngôi nhà bánh kem ngọt. Ta da da da. Ôi, nhìn đẹp dễ sợ nha. Nhà len mọi người ơi. Trời ơi, bánh kem cảm ơi. Nhà len nhà lên nhá, cái này ăn là ăn là bắt ổ luôn á, đừng có ăn nha. Cái này là mô hình. Còn cái này ăn được này, cái này ăn được nha, cái này ăn được nha. Đó, mấy cái này ăn được nha. Và bên trong ngôi nhà của mình đó. Cái này cái gì ta, cái giường thì làm bằng kẹo ngọt. Còn cái này chưa ăn cái tủ không, cái tủ này nha, không được ăn thử. Cái tủ này không ăn được nha. Còn cái tủ thì gì ta? Cái tủ này là bằng nhựa nha mọi người, nên không ăn được nha. Bạn ơi, bạn ra đây coi này nè bạn ơi. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Có gì đâu mà bị ảo tưởng hả? Trời ơi, con quái vật kinh khủng vậy trời. Ok. Con gì ghê quá. Ok, ok các bạn ơi, chắc video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên chấm điểm nha. Các bạn thấy ngôi nhà bông gòn của mình, hay ngôi nhà ác quỷ của Kylon, hay ngôi nhà Sokola của Sammy Đào, các bạn thấy ngôi nhà nào gọi là đẹp nhất, các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới. Và đừng quên bình luận nha. Và đừng quên thả like. Cái gì vậy?